Thì Mai cũng có điều trị với công nghệ là bóng da. Thành ra cái da của Mai khi mà lau sạch rồi thì nó vẫn có cái sự bóng, cái độ bóng. Thì cái bóng da, bởi vì khi mà với thời gian chúng ta lão hóa, chúng ta mất đi rất là nhiều thứ, chẳng hạn như là collagen này, elastin này, hay là cơ chúng ta cũng bị chảy xệ và chúng ta mất đi những dưỡng chất trên bề mặt da. Và nó khi mất cái gì thì bổ sung cái đó thôi. Đấy là da nó bóng ngược mà nó căng hơn, nó có độ ẩm nhiều hơn. À, tuy nhiên là chị thấy là đúng là những cái vùng da mà nó không đều màu quá nó được cải thiện rất là hiệu quả, rất là rõ rệt ha. Đến ngày hôm nay thì sau liệu trình thứ 3 thì Xuân Lan đã thấy là mình đã có một cái làn da khỏe từ bên trong, nó mượt hơn, nó có đầy đủ dưỡng chất và những cái collagen được tiêm vào để giúp tăng sinh collagen, cũng như là các cái vùng mà mặt là được tiêm các vitamin vô để khắc phục từng cái vùng da ở những cái điểm da sáng tối màu khác nhau. À, bật mí luôn cho mọi người, đây là một cái liệu trình có cái giá rất là vừa phải để cho tất cả mọi người có thể đến đây chăm sóc làn da đẹp, khỏe từ bên trong và giữ cho mình cái tuổi thanh xuân, cũng như là giữ cho mình một cái sắc đẹp lâu dài. Và có đó cũng là mong muốn của tất cả những người yêu cái đẹp, phải không ạ? Chúc cho mọi người luôn luôn sẽ có một cái giải pháp. Và hãy yên tâm, BB Beauty Thanh Mai sẽ giúp cho mọi người cảm thấy tự tin hơn và yên tâm hơn rất là nhiều khi được chăm sóc da tại đây. Hôm nay là mình đã làm được cái liệu trình da buổi thứ hai rồi. Da bây giờ là căng bóng, mình cũng mang giống như em bé, nên là mình mới livestream lên cho mọi người thấy được cái làn da căng bóng của mình. Ở bên đây mình thích nhất á, là được có bác sĩ tư vấn và điều trị cho mình. À, và cái trang thiết bị máy móc thì rất là hiện đại, mà làm mình rất là nhẹ nhàng, là mình vừa thư giãn mà mình vừa được có cái làn da đẹp, nó lấy lại cái sự trẻ trung cho mình, nên rất là thích. Nếu mà những ai mà có trường hợp giống như mình mà da mà đang bị giống như là tới cái tuổi lão hóa đó, thì hãy tìm tới thẩm mỹ viện BB Thanh Mai, bên đây sẽ giúp cho mình là đạt được cái mong muốn của mình đó. Sau 3 buổi á, da mướt mát lên thẳng, căng mọng hơn và lỗ chân lông thì xe khít lại hoàn toàn, nên cảm thấy rất là hài lòng. Bây giờ mình rất là tự tin khi ra đường và gặp bạn bè cũng như đối tác, vì bây giờ tiết kiệm thời gian cho mình luôn, là không phải trang điểm mỗi ngày, mình chỉ cần bôi chút xíu kem chống nắng lên là đã tự tin và không sợ bị sạm da và mất nắng nữa. BB Thanh Mai tự hào là điểm đến của nhiều ngôi sao trong nước và quốc tế, cùng hàng vạn khách hàng khắp mọi miền đất nước. Đến với BB Thanh Mai với một đội ngũ bác sĩ giỏi, đại diện duy nhất của Việt Nam được hãng Intherapy công nhận. Cảm giác như là nó đã đẩy sát rất là sâu vào vùng cổ của mình, cũng sẽ được trẻ hóa luôn, xinh đẹp hơn, mặt kho gọn hơn. Chúng rất là bất ngờ, da mình đã là cũng được cải thiện luôn, không có xâm lấn gì hết. Thích lắm, làm đi, mọi người sẽ cảm nhận thích lắm luôn á.